Chào các bạn có còn nhớ tiếng Anh ngủ là gì không? Bye, see you again. Teacher. Delicious. Tiếng Anh ngủ là những câu chụp tiếng Anh không hẳn là sai, mà bất tự nhiên, nghe có vẻ buồn cười. Các bạn muốn nói tiếng Anh ngầu, chứ không phải tiếng Anh ngủ đúng không? Hãy để mình giúp các bạn đặt mục tiêu ấy nhé. Hãy hình dung là bạn đang ăn phở, và một bạn hỏi: Phở có ngon không? Bạn thấy phở đấy không ấn tượng lắm, không ngon, cũng không dở. Bạn sẽ nói thế nào? Bình thường. Ok, và bây giờ hình dung một bạn hỏi: Hôm nay cậu thế nào? Bạn cảm thấy không buồn, cũng không vui. Bạn sẽ nói thế nào? Bình thường. Được rồi, bây giờ nhé, hãy hình dung trường hợp nói tiếng Anh: Hey, is the pho good? Normal. No. Hey, how are you today? Normal. No. Chúng ta có thể dịch từ bình thường sang tiếng Anh là normal trong nhiều trường hợp, nhưng trong hai trường hợp vừa rồi thì không được. Người bản ngữ tiếng Anh sử dụng từ normal để nói đến một chuyện hoặc một sự việc xảy ra thường xuyên. Ví dụ như, thunderstorms are normal during summer in Hanoi. Và bọn mình cũng dùng normal để nhận xét về tính chất của sự vật. Nhưng trong tình huống ấy, normal mang ý nghĩa kiểu như không kỳ lạ. Cho nên khi các bạn nói "This pho is normal" hoặc là "I feel normal" thì người bản ngữ sẽ hiểu theo kiểu "Pho này không kỳ lạ, mình cảm thấy không kỳ lạ". Cái gì? Vậy thì các bạn này nói "ordinary". Từ này mà nghĩa là không đặc biệt, giống các loại khác. This pho is ordinary. Hoặc các bạn cũng có thể nói "Nothing special". Man, that girl is hot. She's nothing special. Và khi ai đó hỏi "Hey, how are you today?" và bạn muốn trả lời "Bình thường", thì tự nhiên nhất là bạn chỉ nói "I'm okay". Đơn giản đúng không? Mình thấy người Việt hỏi về feelings của người khác rất nhiều khi ăn phở. How do you feel? Khi xem phim. How do you feel? Khi ngắm con gái. How do you feel? Không, nghe rất lạ. Bọn mình nói "How do you feel?" khi hỏi người ta về cảm xúc hoặc cảm giác cơ thể của họ. Ví dụ, người yêu mình vừa mới thi đậu ở công ty mới. Mình hỏi "Well, how do you feel?" "So happy!" Hoặc là một bạn mình vừa ăn phải thịt ươn. Mình hỏi "How do you feel, man?" "Not good." Nhưng khi hỏi về ý kiến hoặc ý thích của họ thì "How do you feel?" không tự nhiên đâu. Tốt hơn là các bạn hỏi "What do you think?" khi ăn phở. "What do you think?" khi xem phim. "What do you think?" khi ngắm con gái. "What do you think?" "So, what do you think? Can you stop saying 'How do you feel' so much?" Chúng ta nói chuyện về phở một lần nữa nhé. Nếu bạn rất thích một bát phở gì đấy, thì bạn sẽ nói thế nào bằng tiếng Việt? Phở này rất ngon. Không, ý mình là he rất thích nó. Phở này ngon tuyệt. Không phải, he rất thích nó. Phở này ngon quá. Đấy, chính xác. Nhưng các bạn không nên áp dụng câu chụp ấy cho tiếng Anh và nói This pho is too delicious. No. Nói chung, hai từ quá và too có nghĩa tương đương với nhau, nhưng tính chất của chúng khác nhau. Trong tiếng Việt, quá được sử dụng với cả tính từ tiêu cực "Wow, trời nóng quá", và với tính từ tích cực "Wow, amazing quá". Tỷ lệ của hai trường hợp là khoảng 50% tiêu cực và 50% tích cực. Trong tiếng Anh, bọn mình cũng có thể sử dụng too với cả tính từ tiêu cực và tích cực. Nhưng tỷ lệ của hai trường hợp là khoảng 99% tiêu cực và 1% tích cực. Nói chung, bọn mình rất ít khi dùng too kèm với tính từ tích cực, và mình khuyên các bạn đừng dùng nó theo cách ấy. Các bạn phải quen cách nói và ngữ điệu của người bản ngữ rất là sâu mới dùng nó tự nhiên được. Với tính từ tích cực, tốt hơn là các bạn nói so thôi. This pho is so good. Man, that girl is so hot. What do you think? That's not too difficult, is it? Một câu hỏi: gia đình bạn có bao nhiêu thành viên? Ba người vợ cũ của bố mình có tên không? Tùy bố bạn còn quan hệ với họ như thế nào. Bị lạc đề rồi. Khi nói tiếng Anh, các bạn không nên hỏi "How many people are there in your family?" và cũng không nên nói "There are 4 people in my family. My mother, my father, my sister, and me." Mình thấy nhiều bạn ở Việt Nam nói như thế, nhưng ở bên mình không ai nói như thế cả. Cũng giống như ở Việt Nam mà, mọi người thường hỏi bạn là bạn có bao nhiêu anh chị em, đúng không? Khi nói về số thành viên trong gia đình, có bao giờ bạn nói
Nhà mình gồm bố mình, mẹ mình, chị mình và mình, không? Tất nhiên là không. Người bạn ngữ tiếng Anh cũng vậy, chỉ hỏi về anh chị em. Ví dụ, how many siblings do you have? Sibling có nghĩa là anh chị em. Hoặc là, how many brothers and sisters do you have? Và khi trả lời, các bạn nói đơn giản là, I've got one older brother, chẳng hạn. Bố mẹ các bạn và bản thân các bạn, chẳng ai quan tâm cả. Video tiếng Anh ngô trước đã kết thúc với một điều hay xuất hiện trong tiếng nhắc của các bạn. Và video này cũng thế. Khi mình nhắn tin với bạn Việt lúc tối muộn, họ rất hay chúc mình ngủ ngon bằng cách viết này. Trước khi mình sang Việt Nam, mình chưa bao giờ nhìn thấy câu chúc ấy. Nó không tồn tại ở các nước nói tiếng Anh. Và hơn nữa, nó làm cho người bạn ngữ cảm thấy bực mình vì nó dựa trên phát âm kém. Good night. Các bạn ơi, chú ý ẩm cô ý nhé. Người Việt nghe hai từ night và nine có vẻ giống nhau, nhưng người bản ngữ phân biệt rất rõ, nên bọn mình thấy cách viết G9 này rất là nực cười. Như mình đã nói trong video trước, mình không bận tâm các bạn viết thế nào khi nhắn tin với bạn Việt. G9, G7, G135, sao cũng được. Tuy nhiên, khi nhắn tin với người bản ngữ bọn mình, hãy viết good night. Ok? Then good night. So good.